làm sao để dẹp yên Nguyễn Nội đây? Còn cả Đoàn Thượng ở Hồng Châu nữa. Đã có quan thượng phủ, các ngài còn lo gì chứ? Bẩm bệ hạ, việc các thế lực cát cứ không thể bình định trong một sớm một chiều mà xong, cần phải có chính sách phù hợp cương nhu đúng lúc. Bệ hạ cứ giao việc này cho thần. Đầu thời nhà Trần, dưới sự trị vì của vua Trần Thái Tông, thế cục chính trị của Đại Việt còn khá phức tạp. Các thế lực cát cứ ở địa phương chưa được dẹp yên, trong đó Đoàn Thượng ở đất Hồng Châu Hải Dương và Nguyễn Nộn ở Bắc Giang có thế lực mạnh, khiến triều đình Thăng Long nhiều phen hao tâm tổn trí. Kinh thành Thăng Long năm 1226. Làm sao để dẹp yên Nguyễn Nộn đây? Còn cả Đoàn Thượng ở Hồng Châu nữa. Đã có quan thượng phủ, các ngài còn lo gì chứ? Thưa chư vị ái khanh, Trần triều mới lập, tàn dư triều lý còn chưa hết, lại gặp phải nạn cát cứ ở khắp nơi. Nếu không sớm dẹp yên tình trạng chia cắt ở các địa phương, Đại Việt ta làm sao hưng thịnh được đây? Dạ bẩm bệ hạ, trong các thế lực ở địa phương thì quân của Đoàn Thượng ở Hồng Châu và Nguyễn Nộn quá thật là đáng ngại. Khanh nói phải. Các khanh có cách gì để dẹp yên các thế lực chống lại triều đình không? Bẩm bệ hạ, việc các thế lực cát cứ không thể bình định trong một sớm một chiều mà xong, cần phải có chính sách phù hợp cương nhu đúng lúc. Bệ hạ cứ giao việc này cho thần. Tốt lắm, được quan thượng phụ lo liệu thì trẫm còn lo lắng gì nữa. Bẩm Thái sư, quân của Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng binh thế còn mạnh, chưa dễ hàng phục được. Nếu cứ cố đánh dẹp thì quân ta dễ bị tổn thất. Bản tướng cũng nghĩ như vậy à? Ý của các ông ta đã hiểu. Nhưng theo ý ta, cần sử dụng chính sách mềm dẻo, lựa thời cơ để thu phục binh lực của các địa phương, vừa là để cho quân ta được củng cố. Các ông nghĩ sao? Thái sư định dùng chính sách gì? Ta sẽ tâu lên Hoàng thượng phong tước vương cho Nguyễn Nộn. Được triều đình đãi Nộn, Nộn sẽ đánh thượng giúp ta. Như vậy chẳng phải một mũi tên bắn trúng hai đích hay sao? Quả là cao kiến. Bây giờ Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng binh chế còn mạnh, chưa dễ dàng hàng phục được, liền phong cho Nộn làm Hoài Đạo vương, chia cho các huyện Bắc Giang Thượng, Bắc Giang Hạ và Đông Ngạn. Trần Thủ Độ cũng hứa hẹn phong làm vương cho Đoàn Thượng, định ngày đến thề nhưng Thượng không đến. Trước tình hình chính trị phức tạp đầu thời Trần, Thái sư Trần Thủ Độ đã có những đối sách linh hoạt để ứng phó với các thế lực cát cứ giữ vững vương triều. Tháng 12 năm 1228, Nguyễn Nộn phá được Đoàn Thượng ở đất Hồng Châu, khiến cục diện chính trị Đại Việt có bước chuyển biến mới. Thưa Thái sư, nay Nộn đã phá được Thượng, binh lực của Nộn hiện nay đã mạnh hơn gấp đôi. Đúng vậy, Nộn gộp cả quân của Thượng, cướp bắt con trai con gái và tài sản châu ngựa đất Hồng Châu. Con của Thượng là Văn cũng đem quân đến hàng. Thành thế của Nguyễn Nộn hiện nay rất lớn. Ta biết binh lực của Nộn, trước đây triều đình đã nhiều lần cử quân đánh dẹp mà không xong. Nay Nộn hạ được Thượng như hổ mọc thêm cánh, triều đình ta phải có sách lược với Nộn. Chủ ý của Thái sư ra sao? Ta phải chia quân ra chống giữ, phòng khi Nộn cho quân tấn công vào kinh thành
Mặt khác, cử người đem thư đến chúc mừng hắn. Ta sẽ bẩm với hoàng thượng ra phong tước vương cho hắn, để hắn quy phục triều đình. Cũng là ý hay, nhưng ra phong cho hắn, có sợ hắn vì thế mà lộng quyền không thái sư? Ta đã có kế sách, các ngươi đừng lo. Tướng quân, nhà Trần lại ra phong tướng quân làm Hoài Đạo Hiến Vũ Vương, còn gả công chúa Ngoạn Thiềm, chẳng phải triều đình rất ưu ái tướng quân hay sao? Các ngươi không thấy đó là mưu của Trần Thủ Độ sao? Triều đình e ngại chúng ta nên mới phong vương ban tước. Công chúa kia chẳng phải ở đây để dò la nội tình binh lực của ta hay sao? Vậy phải làm sao ạ? Ta đã bố trí một dinh phủ riêng cho công chúa. Nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong sự kiểm soát của ta. Thủ Độ kia khinh thường bản vương quá. Nghe nói Nguyễn Nộn đang mắc trọng bệnh, sự tình thực hư ra sao? Dạ bẩm thái sư, mặt tướng đã cho người dò xét phủ của Nguyễn Nộn, y vẫn ăn uống bình thường, lại còn phi ngựa bắn tên được nữa ạ. Hoàng thượng cũng đã cho nội nhân tới Bắc Giang hỏi thăm, thì cũng nhận được thông tin như vậy. Phải chăng Nộn đang có chiêu trò gì? Nếu quả là như vậy thì giấy sao bọc được lửa. Nguyễn Nộn từ khi hạ được đoàn thượng đất Hồng Châu thường chè chén say sưa, ăn chơi bừa bãi. Nếu quả thật y có bệnh thì tháng 10 này hắn vào chầu sẽ rõ thôi ạ. Người nói phải lắm. Năm 1229, Nguyễn Nộn lâm bệnh rồi chết. Hai thế lực cát cứ mạnh nhất lúc bấy giờ là Nguyễn Nộn ở Bắc Giang và đoàn thượng đất Hồng Châu đã được dẹp yên. Đất nước Đại Việt dưới sự trị vì của nhà Trần bước vào giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc, giai đoạn thái bình thịnh trị. Vào thời vua Trần Thái Tông, hệ thống tổ chức chính quyền thời Trần ngày càng được củng cố. Đặc biệt, việc chia đất nước làm 12 lộ và kiện toàn bộ máy hành chính ở địa phương giúp cho việc phân nhiệm giữa các cơ quan trung ương và tổ chức hệ thống quan lại ở địa phương được rõ ràng và chặt chẽ hơn. Năm 1242, thời gian vừa rồi, các quan đồng loạt dâng tấu sớ, xin triều đình mau chóng kiện toàn hệ thống tổ chức hành chính. Đọc tấu sớ ta rất vui, bởi chủ trương chia đất nước làm 12 lộ, thay vì 24 lộ như trước đây, được các quan đồng tình hưởng ứng. Nay có điều gì cần bổ sung, các quan hãy tâu bày. Bẩm bệ hạ, thần xin phép được nói. Nay cho chia thành 12 lộ thì triều đình cũng nên có sự phân bổ lại các chức an phủ sứ sao cho hợp lý. An phủ sứ là chức quan đứng đầu một lộ, có quyền quyết định mọi việc về quân dân ở lộ ấy. An phủ sứ lộ Thiên Trường, Khanh từng là an phủ sứ một lộ lớn. Ý kiến của Khanh về việc phân bổ lại chức an phủ sứ như thế nào? Dạ bẩm bệ hạ, thần cho rằng việc phân bổ lại các quan giữ an phủ sứ là một việc tất nhiên phải làm. Thần hoàn toàn ủng hộ và tuân theo sự cắt đặt của triều đình. Tuy nhiên, triều đình vẫn nên giữ lại mỗi lộ hai viên chánh và phó giúp việc cho các an phủ sứ. Vậy thì triều đình phải suy xét kỹ càng việc cắt cử các văn thần chia nhau đi trị nhậm các phủ, lộ, trấn trong nước. Phải đấy. Vậy còn việc làm kê khai hộ khẩu và quy định lệ nộp thuế của các nhân đinh, các địa phương đã tiến hành chưa? Dạ bẩm bệ hạ, thần đã cho người xuống các địa phương để bắt đầu tiến hành cho dân kê khai hộ khẩu và thông báo những quy định mới về việc nộp thuế rồi ạ. Nào, bà con nghe đây. Sau đây, tôi xin thông báo cho bà con được rõ về việc nộp thuế sắp tới. Việc nộp thuế có thay đổi bà con ạ? Hả? Hy vọng là bớt không biết triều đình sẽ quy định thế nào đây. Đó quá. Nghe kỹ, tôi xin được thông báo cho bà con được rõ về việc nộp thuế sắp tới. Theo quy định mới, nhân đinh có ruộng đất thì nộp tiền thóc, người không có ruộng đất thì miễn cả. Người có 1 đến 2 mẫu ruộng thì nộp 1 quan tiền, có 3 đến 4 mẫu thì nộp 2 quan tiền, có từ 5 mẫu trở lên thì nộp 3 quan tiền, tô ruộng mỗi mẫu nộp 100 thăng thóc. Để việc kiểm soát được chặt chẽ nhân đinh, triều đình sẽ tiến hành làm đơn hộ khẩu cho dân.
Nay bà con đã tập hợp ở đây, đề nghị lên khai báo hộ tịch cho gia đình mình. Nhà có những ai phải khai báo đầy đủ. Con trai lớn gọi là Đại Hoàng Nam, con trai nhỏ gọi là Tiểu Hoàng Nam, 60 tuổi gọi là lão, già lắm thì gọi là Long Lão. Nào mọi người, mau mau đứng vào kê khai hộ khẩu thôi. So với thời nhà Lý, hệ thống tổ chức chính quyền thời nhà Trần đã chặt chẽ hơn nhiều. Việc chấn chỉnh đơn vị hành chính thời Trần Thái Tông là bước tiến trong việc quản lý nhà nước, và đây là bước tiếp theo trong quá trình củng cố bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương suốt những thời kỳ về sau. Dưới thời Trần Thái Tông, chế độ quan lại có nhiều thay đổi tiến bộ hơn so với thời Lý. Đặc biệt, năm 1236, triều đình định lệ cấp lương bổng cho các quan văn võ trong ngoài và các quan ở cung điện. Điều này bước đầu cho thấy tính chuyên trách và tính chuyên môn hóa trong tổ chức bộ máy dưới thời Trần. Năm 1236. Khấu kiến bệ hạ. Chuyện ta vi hành nghỉ chân ở đây tuyệt đối phải giữ bí mật, chớ để mọi người trong phủ biết. Thần tuân mệnh. Phu nhân, ta nghe gia nhân nói gần đây việc chi tiêu trong phủ phát sinh nhiều khoản tiền lớn. Phu nhân đã thay ta quán xuyến khi việc nhà gặp nhiều khó khăn, thật vất vả cho phu nhân rồi. Thôi thì lão gia mang phận làm quan trong triều, trọng trách thì lớn, mà quyền lợi được hưởng thì chẳng là bao, cũng chẳng biết làm thế nào. Lo được việc đại sự mà lại để cho gia đình và người thân của mình phải chịu vất vả, tất cả là do lỗi của ta. À, phải rồi phu nhân, ta nghe triều đình chuẩn bị ra chính sách cấp bổng cho quan lại. Sau này ta mà được cấp lương bổng rồi, ta sẽ không để phu nhân phải vất vả như thế này nữa đâu. À, thật vậy sao? Vậy thì lão gia cứ yên tâm lo việc nước, những chuyện khác cứ để tôi gánh vác. Chắc Khanh cũng được biết, sắp tới triều đình sẽ cấp bổng lộc cho các quan trên dưới. Khanh là quan địa phương, Khanh thấy thế nào? Dạ bẩm bệ hạ, từ trước đến nay các quan trong ngoài đều không được cấp lương bổng. Triều đình chỉ giao đất cho các quan để thu thuế ruộng đất ao hồ. Nay triều đình thay đổi, định lệ cấp lương bổng cụ thể cho các quan, thần nghe tin thấy rất vui mừng. Ừ, các Khanh là những người trực tiếp giúp trẫm cai quản đất nước. Bản thân trẫm phải là người đứng ra đảm bảo cuộc sống của các Khanh cùng gia đình mới phải. Ta hiểu, nếu các bậc quan phụ mẫu không phải lo lắng những công việc vụn vặt hàng ngày thì mới có thể yên tâm lo đại sự. Bằng không thì làm sao dồn hết khả năng và sức lực để cùng ta lo việc nước được. Bệ hạ, người quả là đã thấu hiểu nỗi lòng của chúng thần rồi ạ. Nhất định triều đình sẽ phải trả công xứng đáng cho những đóng góp của quan lại. Từ đó ta hy vọng các quan trên dưới có thể một lòng vì sự nghiệp chung và vì lợi ích của chính bản thân các Khanh nữa. Đây là những đãi ngộ của triều đình, các Khanh hãy cố gắng hết sức để phụng sự đất nước. Năm 1236, vua Trần Thái Tông cho định thể lệ lương bổng cho các quan văn, quan võ trong kinh sư, ngoài phiên chấn và các quan coi cung điện, lăng miếu. Đến năm 1244, triều đình cho định lại ngạch lương bổng cho người hơn người kém khác nhau tùy theo cấp bậc. Sau khi thành lập không lâu, triều đình nhà Trần đã tiến hành mở nhiều kỳ thi tiến sĩ để tuyển chọn người tài trong thiên hạ, đó là các kỳ thi thái học sinh. Dựa trên chế độ khoa cử đó, triều đình đã tiến hành tuyển chọn được nhiều nhân tài cho đất nước. Kinh thành Thăng Long năm 1232. Xin hỏi, chỗ này có người ngồi chưa? Tại hạ có thể ngồi được không? Mời huynh ngồi. Đa tạ. Năm nay ấy, triều đình có tiến hành một vài thay đổi trong quy chế thi cử, không biết là việc dở hay là việc tốt cho chúng ta đây. Tại sao huynh lại phải lo lắng như vậy? Triều Trần từ khi lên nắm quyền đã có những ưu tiên cho giáo dục, tạo điều kiện để người tài trong thiên hạ có cơ hội ra giúp đời. Việc thay đổi quy chế và tổ chức là để khoa cử ngày một quy củ hơn. Đó là điều tất phải làm.
Đúng là như vậy. Và lại ta nghĩ thay đổi lớn nhất trong kỳ thi lần này đó là triều đình sẽ định ra người đỗ cao đỗ thấp theo bậc tam giác: đệ nhất giáp, đệ nhị giáp, đệ tam giác. Trước đây nhà Lý kén chọn học trò chưa phân ra cấp bậc, nay triều đình đặt ra thứ bậc như vậy chắc chắn là việc tốt cho chúng ta rồi. Huynh nghĩ sao? Ta cũng nghĩ vậy. Việc phân ra cấp bậc trong các kỳ thi ấy là triều đình đã khuyến khích động viên sĩ tử cùng thi thố tài năng, cũng là cách công khai nhận định năng lực của sĩ tử. Nhưng theo ta, chúng ta đều là những kẻ theo đạo nghĩa thánh hiền. Đức Khổng Tử có dạy: bất hoạn mạc kỷ chi, cầu vi khả chi giã. Có nghĩa là chớ lo người khác không biết đến mình, hãy cầu cho mình có đủ tài đức cho người ta biết đến. Triều đình tạo thuận lợi cho chúng ta được trổ tài là điều tốt, nhưng quan trọng là bản thân chúng ta khi có chức vị rồi, liệu có đủ tài đức để đảm đương trọng trách hay không. Thế mới nói sự học là phải theo đuổi suốt đời. Nói hay lắm. Người này vừa có hiểu biết, hiểu đạo nghĩa, vừa có khí khái hơn người, ắt trong kỳ thi năm nay sẽ đỗ cao. Chúc mừng huynh nhá. Huynh giỏi quá. Huynh giỏi thật đấy. Tốt quá rồi. Chúc mừng huynh nhá. Ngay trong quá trình xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà nước, triều Trần đã hết sức coi trọng việc hoàn thiện và phát triển giáo dục. Vì vậy mà kẻ sĩ trong thiên hạ được phát huy tài năng của mình. Ngay khi vừa lên ngôi, vua Trần Thái Tông đã hết sức chú trọng phát triển giáo dục. Với tư tưởng tam giáo đồng hành, Phật giáo, đạo giáo và nho giáo, nhà Trần đã tổ chức kỳ thi tam giáo để tuyển chọn người tài, cùng đó cho xây dựng Quốc Tử Viện và giảng võ đường. Đây là những bước tiến đáng kể của mô hình giáo dục nhà Trần. Năm 1253, bệ hạ, thần nghe nói trong năm nay bệ hạ đã cho chuyển nhà Thái học ở đây thành Quốc Học Viện để đưa những người học giỏi vào học. Thần cho việc ấy là sáng suốt lắm. Đa tạ hoàng thúc. Trẫm thiết nghĩ cần có một nơi để tập hợp nhân tài bốn phương về đây học tập. Hơn nữa, trẫm muốn hướng nền giáo dục nho học phải đi vào nề nếp và quy củ, để nho giáo có sự dung hợp nhuần nhuyễn với tư tưởng Phật giáo và đạo giáo. Cả ba tôn giáo nho, Phật, đạo đều có tính hướng thiện, nhân văn. Việc dung hòa nho giáo, Phật giáo, đạo giáo, thần cho là đúng lắm. Trần Hoàng, con có hiểu điều đó không? Dạ thưa Phụ Hoàng, con đã được học qua về sự dung hòa giữa ba tôn giáo Phật, đạo, nho, nhưng chưa thực sự hiểu ạ. Sự dung hòa của tư tưởng Phật giáo, đạo giáo, nho giáo có thể tạo nên tư tưởng phù hợp, làm định hướng căn bản cho việc xây dựng xã hội Đại Việt. Ví như đạo Phật luôn dạy con người biết sống từ bi hỷ xả, nho giáo sẽ đóng góp vào việc tổ chức xã hội và bảo vệ vương triều. Còn đạo giáo góp phần phục vụ đời sống tín ngưỡng phong phú của người dân. Cả ba đạo có thể bổ sung và dung hợp lẫn nhau để trị nước an dân, giữ gìn độc lập dân tộc. Dạ con hiểu rồi. Có phải vì thế triều đình còn mở kỳ thi tam giáo để tuyển chọn người tài ra giúp nước có phải không? Thái tử thông minh lắm. Thái tử phải cố gắng học tập hơn nữa để sau này thay phụ hoàng trị vì thiên hạ, có biết không nào? Dạ vâng. À phải rồi, bây giờ trẫm sẽ đến giảng võ đường. Nếu hoàng thúc không bận gì, hãy đến đó với trẫm. Đương nhiên là thần phải đi theo hộ giá bệ hạ rồi. Mời bệ hạ. Bệ hạ, rồi đây,
Giảng Võ Đường sẽ trở thành một trường võ bị cao cấp, chuyên đào tạo các tướng lĩnh. Hy vọng từ Giảng Võ Đường, triều đình ta có thể đào tạo được nhiều tướng lĩnh xuất sắc cho quân đội. Đến lúc đó, Đại Việt có thể đương đầu với ngoại bang trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dưới thời nhà Trần, hệ thống giáo dục khoa cử đã đi vào nề nếp quy củ với hai nơi đào tạo nhân tài lớn nhất là Quốc Học Viện và Giảng Võ Đường. Ngoài kỳ thi thái học sinh, kỳ thi tam giáo cũng được mở để tuyển chọn người tài. Trong lịch sử Việt Nam, Vương triều Trần là triều đại có truyền thống áp dụng chế độ Thái Thượng Hoàng trong việc điều hành đất nước. Các vị vua sau một thời gian giữ ngai vàng sẽ nhường ngôi cho con trai để lui về giữ tư cách giám sát và hướng dẫn. Chế độ này đã đảm bảo vị trí, khả năng nắm triều chính vững vàng cho vị vua mới lên ngôi. Hoàng Nhi năm nay đã 18 tuổi, cũng coi như trưởng thành, có thể giúp trẫm việc nước rồi. Đúng vậy, vừa rồi trong trận chiến ở Đông Bộ Đầu, Thái tử xông pha đánh giặc, lập được công lớn, ta cũng rất tự hào. Thúc thúc, trẫm đang nghĩ đến việc nhường ngôi cho Thái tử, lui về làm Thái Thượng Hoàng. Thúc thúc nghĩ sao? Giặc giã đã yên, đất nước đã yên bình, cũng đã đến lúc rồi, thưa bệ hạ. Hoàng Nhi, có việc lớn trẫm cần giao cho con đây. Vâng, thưa Phụ Hoàng, con sẽ dốc sức. Năm sau, con hãy thay trẫm nối ngai vàng. Trẫm nhường ngôi cho con, lui về làm Thái Thượng Hoàng. Kìa Phụ Hoàng, chuyện này quá đường đột. Tại sao? Ta và quốc công Trần Thủ Độ đã bàn kỹ rồi. Con đã khôn lớn, thì cho nối ngôi ngay. Cha con ta cùng nhau giữ chính quyền trong nước. Con chỉ e mình quá non trẻ, không thể gánh vác được đại sự. Điều này thì Thái tử không phải lo. Khi xưa Đức Vua lên ngôi lúc 8 tuổi, ta phải đi dẹp loạn, không thể phò tá triều chí. Ông nội con là Thái Thượng Hoàng Trần Thừa, dù chưa từng làm vua, nhưng cũng đã lên ngôi Thái Thượng Hoàng lo việc nước giúp bệ hạ. Nhờ vậy mà chính sự yên ổn. Này Thái tử đã 18 tuổi, có vua cha ở bên bảo ban. Đây là cơ hội tốt để con làm quen dần với việc làm chủ một quốc gia. Có điều... con nghĩ Phụ Hoàng có thể tại ngôi vài năm nữa. Hoàng Nhi, trẫm và quốc công đều đã già rồi. Không may đất nước có gì nguy biến thì một tay con phải gánh vác cả. Con lên làm vua rồi, phải trực tiếp xử lý và điều hành triều đình dưới sự hướng dẫn và giám sát của trẫm. Trẫm sẽ giám sát con cho tới khi thành thạo công việc mới thôi. Đây cũng là một cách đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra trong triều. Bất trắc xảy ra trong triều sao? Đúng, bài học từ thời vua Đinh, vua Lê Đại Hành, dù loạn Tam Vương thời Lý vẫn còn đó. Chỉ cần có ngôi vị Thái Thượng Hoàng nắm quyền hành, trong triều sẽ không xảy ra nạn tranh giành ngôi báu giữa anh em hút nhục, cũng tránh được cảnh bị đại thần có thế lực trong triều xoán đoạt ngôi vua. Con hiểu rồi, con xin nghe theo sự sắp xếp của Phụ Hoàng. Về hình thức, dưới chế độ Thái Thượng Hoàng, nhà vua là chủ một quốc gia, nhưng thực tế Thái Thượng Hoàng là người nắm quyền lực tối cao. Nhà vua trong thời kỳ này thực chất đang tập sự để trở thành người điều hành chính sự vững vàng về sau. Chế độ Thái Thượng Hoàng đã trở thành một nếp truyền thống bởi tính hiệu quả trong việc cai quản đất nước.